Hello, xin chào mọi người. Trưa nay mình sẽ trên tay một cái bộ trò chơi trẻ em. Nếu mọi người thấy cái bộ này ở trên Shopee hay Lazada thì sẽ coi cái clip này, sẽ hiểu được cách chơi của nó và cái tác dụng là như thế nào. Đây là một cái bộ trò chơi bằng gỗ mà chơi số lượng chơi từ 2 người trở lên, với cái độ tuổi là từ 3 tuổi. Và cha mẹ phải chơi cùng, cái tối đa hình như là 4 người. Ở trong cái trò chơi bằng gỗ này thì nó có một cái đế rất là nhiều lỗ trong đây, và ở đây là những con cờ. Mình có thử cái chất lượng gỗ thì nó không có mùi, nó có mùi gỗ nhẹ thôi chứ không có nồng nặc lắm. Thì tổng cộng nó có 24 con cờ, mỗi con cờ, 4 con cờ nó tương ứng với một màu, tức là một màu có 4 con và một cái cục xí ngầu. Để cái chén để đây đi. Cái cục xí ngầu này thì để đây. Mình chơi nó sẽ giúp cho bé cái nhận diện màu sắc, tức là khi mà cầm con cờ lên thì mọi người có thể đố bé đó là màu gì và dạy cho bé, và bé sẽ phải nhớ những cái vị trí, nó đơn giản thôi đó, dành cho trẻ em mà, nhưng mà nó sẽ cải thiện được cái, nó tập cho bé cái trí nhớ. Thì mọi người nên chơi cùng với bé, tại vì có rất là nhiều bé có cái thói quen là ngậm những cái đồ vật như thế này, mặc dù là gỗ nhưng mà những cái màu như thế này không cho bé để ý, không cho bé ngậm vào miệng. Đấy. Thì bây giờ cái nguyên tắc chơi là mình sẽ trộn lại những con cờ với nhau, rồi sau đó mình sẽ ghim vào lỗ này. Mình ghim đại nha, ghim không có nhớ, tôi không có theo một cái nguyên tắc nào cả, cứ gặp cờ ở đâu là ghim thôi. Và sau khi ghim cái cờ vào hết, mình sẽ xoay cái bàn cờ, xoay bốn người chơi và ba người chơi, mình cứ xoay vài vòng, xoay ngược, xoay tới xoay lui cho người ta không nhớ cái vị trí lúc đầu đó. Nó là một cái thao tác như vậy thôi. Thì bây giờ bắt đầu chơi. Ví dụ là hai người nha, A và B, thì họ sẽ đổ. Đây là màu trắng đó, lấy lên đúng là màu trắng, thì cái con trắng này sẽ thuộc người bên này, và họ tiếp tục đổ. Màu vàng, cái này là màu đen thì không phải. Đặt xuống, thì khi đặt xuống á, mình sẽ nhớ cái vị trí này là màu đen đó, hoặc là mình đặt ở đây cũng được, đặt ở đâu cũng được hết, thì mình nhớ vị trí màu đen. Muốn khó hơn thì đặt chỗ khác, dễ hơn thì đặt chỗ cũ. Thì cái người họ chơi họ cũng phải nhớ cái vị trí này là màu đen. Bây giờ tới họ đổ màu đỏ, ở đây là màu xanh. Khi mà màu xanh thì bạn sẽ nhớ ở đó là vị trí màu xanh. Tới đổi lại màu đen, tới bên A đổ màu đen, thì hồi nãy họ nhớ cái vị trí là màu đen, họ màu đen đây, và cứ tiếp tục đổ như thế. Màu đen không đúng nè, nhớ vị trí đó màu đen, hai người đều nhớ hết. Tới mình, tới bên B họ đổ màu đen thì họ nhớ đây là màu đen, và cứ tiếp tục đổ như vậy cho đến khi nào mà một bên nó nhiều hơn, tức là 12 con thì bên này 13 con, tức là bên đây sẽ thắng. Ví dụ như bên B có 13 con thì bên B sẽ thắng. Đấy. Cái luật chơi nó vô cùng đơn giản. Và cái trò chơi này thì đơn giản như vậy thôi, cũng không có cái gì là khó. Đó. Cái bàn nhựa này cũng rất là chắc chắn. Cái bàn gỗ này. Cái bàn gỗ này mọi người nhìn thấy họ làm không có góc cạnh, cho nên là không có nguy hiểm, tất cả các góc cạnh đều bo tròn.
cái hộp. Thì cái sản phẩm này có bán rất là nhiều ở trên Shopee và Lazada. Đó, đang ngồi ở nhà buồn cho nên là mình thấy là mình đặt một bộ về chơi thử. Đó, thì cái bộ cờ này có bán rất là nhiều ở trên Shopee và Lazada. Mình ngồi ở nhà mình thấy nó là lạ cho nên mình đặt một bộ về chơi thử. Đó, để cho các bậc phụ huynh có thêm một cái món trò chơi trong bộ sưu tập để chơi cùng với các bé. Rồi, bây giờ thì mình tạm dừng cái video tại đây. Một lần nữa cảm ơn mọi người đã xem. Hẹn gặp lại ở cái sản phẩm tiếp theo.